la 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 la. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Anh Vũ. Chào em Hương. Làm cái gì mà hát nghêu ngao yêu đời vậy anh? Anh thì lúc nào cũng yêu đời hết. Nhưng hôm nay quả thật anh cứ yêu hơn một chút. Vì anh vừa có một niềm vui nho nhỏ. Niềm vui hả? Nói cho em nghe với. Nè Ngọc Hương biết không, thường anh làm món này phải tốn mất mười mấy phút, nhưng hôm nay rút lại chỉ có 10 phút thôi. Wow, vậy là anh đã lập được kỳ tích rồi. Nhưng mà món này là món gì vậy anh? Em nhìn em thấy hình dạng của nó lạ quá. Thì em ăn thử một cái rồi sẽ biết. Ngon thiệt đó nha. Vừa có rau nè, có vị béo béo thơm thơm nữa. Phải cuốn không? Thì chính nó đó. Nhưng mà thành phần nguyên liệu và hình thức thể hiện, hôm nay anh có thay đổi một chút cho lạ mắt. Anh đặt tên cho món này là gỏi cuốn mayonnaise. Nguyên liệu gồm có những gì vậy anh? Đơn giản lắm Hương à. Để chuẩn bị cho món gỏi cuốn mayonnaise, thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có sốt mayonnaise Lisa, xà lách, dưa leo, ớt đỏ, thịt nguội. Để cho món gỏi cuốn chúng ta được giòn thì xà lách chúng ta phải chọn loại tươi, xanh. Dưa leo chúng ta phải chọn trái có vỏ màu xanh nhạt, sọc trắng và hình dáng thon đều hai đầu. Các bạn lưu ý đừng chọn trái có bụng to hoặc bị teo tóp một đầu nhé. Và một thành phần nữa không thể thiếu đó là bánh tráng. Để chọn bánh tráng cho các món gỏi cuốn thì các bạn lưu ý chọn bánh tráng dẻo, nhìn thấy trắng trong như vậy. Như vậy khi cuốn sẽ chặt hơn và gỏi cuốn chúng ta không bị bể. Anh Vũ ơi, ngay cả cái khâu chọn nguyên liệu mà Ngọc Hương nhận thấy là cũng cần rất là nhiều bí quyết. Và bây giờ nguyên liệu đã đầy đủ hết rồi, Ngọc Hương lại đang rất là nóng lòng. Anh chỉ em liền cái món này đi. Để thực hiện món này đòi hỏi người làm phải hơi khéo tay một chút. Em cũng khéo tay chứ bộ. Thịt nguội chúng ta cắt lát 8 cm, sau đó chúng ta cắt ngang khoảng 0.5 cm. Xà lách chúng ta cắt ngắn. Ớt đỏ chúng ta cắt dài 8 cm, sau đó chúng ta cắt sợi. Các bạn lưu ý để gỏi cuốn chúng ta được giòn thì dưa leo chúng ta đừng cắt mỏng quá, dày khoảng 3 ly là vừa. Các bạn nhớ nhé, để món gỏi cuốn mayonnaise được giòn và ngon thì dưa leo các bạn đừng cắt mỏng, cắt dày 3 ly là vừa. Anh Vũ ơi, xong hết các nguyên liệu rồi, bây giờ thì mình đến phần cuốn gỏi cuốn phải không anh? Đúng vậy. Trước tiên chúng ta thoa ướt bánh tráng. Bánh tráng này các bạn chọn loại bánh tráng nhỏ và đường kính khoảng 15 cm là vừa. Kế tiếp mình gấp một miếng ở phía dưới lên. Rồi chúng ta bỏ tất cả các thứ vào là xong. Đơn giản vậy thôi á anh. Ngọc Hương nghĩ là phải có một cái trình tự sắp xếp nào đó chứ. Ừ, cũng có đó. Để gỏi cuốn chúng ta được đẹp thì chúng ta bỏ theo trình tự sau. Trước tiên là xà lách. Kế tiếp chúng ta cho dưa leo, thịt nguội và một ít ớt đỏ. Các bạn lưu ý nhớ chỉ bỏ ít thôi. Sau cùng chúng ta cho sốt mayonnaise trên mặt. Bây giờ thì Ngọc Hương biết anh Vũ sẽ làm cái gì nè. Anh Vũ sẽ cuốn gỏi cuốn này theo hình phễu đúng không? Đúng rồi, để cuốn cho có dạng hình phễu thì chúng ta cuốn như sau. Xong rồi. Nhìn rất là đẹp mắt đó nha. Mà cho Ngọc Hương cuốn cuốn thử không? Được không? Mời em. Đầu tiên em nhớ nè, anh Vũ thoa ướt bánh tráng đúng không? Đúng rồi. Gấp một mép lên. Chính xác. Xà lách trước. Nhớ bài quá vậy ta. Leo. Leo. Thịt nguội. Ít ớt. Ít ớt hơi Hương à, ít ớt hơi. Nếu mà em muốn ăn cay thì cho nhiều. Rồi, em cũng sao? Ăn cay dữ lắm nhưng mà ít thôi nó sẽ ngon hơn đúng không anh? Đúng vậy. Ủa mà em thích ăn mayonnaise nhiều, em nặng nhiều vào đúng không anh Vũ? À, chính xác là tùy theo khẩu vị, chúng ta có thể gia giảm sốt mayonnaise nhiều hay ít. Bây giờ là cuốn theo hình phễu. Ừ, xong rồi nè. Nhưng mà anh Vũ ơi, em thấy cái cuốn này nó không có đẹp bằng cái cuốn của anh.
thì chăm hay đâu bằng tay quen. Em cuốn vài cái thì gỗ cuốn của em cũng sẽ đẹp thôi mà. Anh cứ chọc em hoài, nhưng mà phải công nhận là cuốn kiểu này cũng thú vị lắm á nha. Nhìn rất là hấp dẫn và đầy đủ màu sắc. Lần này đó nha, ba mẹ sẽ khen là con gái giỏi, còn bạn bè thì sẽ nói bạn Hương sao mà tài quá. Thưa quý vị và các bạn, món gỗ cuốn Mayona đạt yêu cầu khi tất cả các cuốn được cuốn đều tay, thể hiện được hết các thành phần bên trong, đặc biệt là màu sắc của rau củ quả. Khi ăn, chúng ta cảm nhận được mùi vị thơm và béo của sốt Mayona, và rau phải tươi và giòn thì mới tuyệt của mèo. Sáng nay xin mách với quý vị và các bạn một bí quyết nhỏ để giữ cho rau được tươi và giòn. Bí quyết hả? Em biết đó, để em nói cho. Quý vị và các bạn biết không, để cho rau củ tươi và giòn thì sau khi sơ chế xong, chúng ta hãy bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó đem ra dùng thì nó sẽ tươi và giòn, đúng không anh Dũng? Chính xác, công nhận em cũng rất là rành. Quý vị và các bạn thân mến, món gỏi cuốn Mayona rất đơn giản và dễ làm và ai cũng có thể thực hiện được. Ngọc Hương hy vọng rằng nếu có thời gian rảnh rỗi thì quý vị và các bạn hãy trổ tài để có thể chiêu đãi cho bạn bè và người thân của mình. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món gỏi rau mầm tôm thịt. Xin chào!